Hoàng Vy xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên ban tần 57.5. Hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 11 tháng 9 và kính chúc quý vị một ngày mới tốt lành. Thưa quý vị, trước khi mà đi đến với tình hình về cuộc bầu cử của nước Mỹ, đó về tình hình chính trị, thời cuộc đang diễn ra chung quanh cuộc sống của chúng ta, thì chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một câu chuyện mà hãng AP, hãng thông tấn AP vừa mới chia sẻ cái câu chuyện này đây. Nó diễn ra ở Ohio, thưa quý vị. Sở cảnh sát của thành phố Canton Police, họ nói là dựa theo cái đoạn footage mà được ghi hình trên cái video của cảnh sát đó, thì họ cho thấy và công bố vào ngày thứ Tư hôm nay, cho thấy là ở thành phố Canton này, cảnh sát đã bắt gặp một người phụ nữ 27 tuổi có tên là Alexis Farrell đã bị bắt giữ vì chuyện gì? Vì chuyện để giết chết một con mèo và ăn thịt nó. Cảnh sát đã nói là cái sự kiện này á, nó đã xảy ra từ ngày 16 tháng 8. Nhưng mà ngày hôm nay họ mới công bố cái đoạn footage được ghi bằng cái camera trên người của cảnh sát viên đó, diễn ra tại địa điểm là cái khu phố 1100 trên cái giao lộ 1100 và đường số 13 của thành phố Canton. Cảnh sát nói là khi mà được người dân báo và chạy đến hiện trường đó, thì người này mới thấy, cảnh sát viên này mới thấy người phụ nữ 27 tuổi là cô Farrell dùng chân á, đè chết một cái con mèo và sau đó bắt đầu ăn thịt mèo. Và cảnh sát nói rằng là ông ấy thấy cái chân của cô này á, là có dính máu mèo và trên miệng còn cả một cái sợi lông mèo. Thưa quý vị, Hoàng Vy đang không kể một câu chuyện kinh dị, cũng không dùng những câu chuyện mà kinh dị như thế này để mà giật gân câu khách, là bởi vì thưa quý vị, cách thành phố Canton, đây là cái đoạn video footage mà cảnh sát của Canton vừa mới công bố ngày hôm nay, cho thấy đây là sự thật, người thật, việc thật xảy ra về chuyện một người phụ nữ ở Canton đã giết và ăn thịt mèo, thưa quý vị. Vì sao nó lại là vấn đề mà Hoàng Vy chọn để mở đầu câu chuyện ngày hôm nay? Là bởi vì cách đó 170 dặm, cách thành phố Canton nơi xảy ra sự việc này 170 dặm, thưa quý vị, cũng một cái câu chuyện và đang trở thành tâm điểm, là một cái đề tài chính trị đang nóng hổi và được chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump và ông phó tướng là J.D. Vance đang thổi bùng lên thành một cái vấn đề mà cử tri có thể quyết định trên cái lá phiếu của mình vào ngày 5 tháng 11 sắp tới. Câu chuyện này Hoàng Vy đã thưa quý vị vào ngày hôm qua, khi mà ông J.D. Vance nói rằng là ở ngay tiểu bang nhà của ông là Ohio và ở thành phố Springfield, cách cái thành phố Canton khi nãy xảy ra cái câu chuyện người phụ nữ ăn thịt mèo đó 170 dặm, thì ông nhìn thấy là có rất nhiều những người di dân gốc Haiti và đã tràn vô tiểu bang này, thành phố Springfield này, và rồi họ làm gì? Họ ăn thịt thú cưng, họ ăn thịt chó, ăn thịt mèo. Và sau đó Hoàng Vy cũng đã thưa quý vị, ông thượng nghị sĩ Ted Cruz của tiểu bang Texas cũng chia sẻ lại tấm hình hai con mèo Kitty rất là dễ thương, rất là cute, và ông nói là nếu mà quý vị á muốn những người di dân bất hợp pháp, chẳng hạn như Haiti chẳng hạn, đi vô và ăn thịt hết những con mèo dễ thương như thế này, thì hãy bầu cho bà Kamala Harris đi. Để rồi tối ngày hôm qua, tối ngày thứ Ba, cựu Tổng thống Donald Trump đã có màn so găng đầu tiên với bà Kamala Harris, và ông lại tiếp tục lặp lại câu chuyện là di dân Haiti đã vô nước Mỹ và ăn thịt thú cưng, ăn thịt chó, ăn thịt mèo. Không phải một lần mà những ít nhất là 4 lần trong suốt 90 phút của cuộc tranh luận tối ngày hôm qua. Và đây là nguồn gốc, thưa quý vị. Đài AP dựa trên những cái đoạn footage của cảnh sát công bố câu chuyện Canton này, thì quý vị có thể nói là ồ thì có thể là nó ông J.D. Vance ông phát tán cái câu chuyện này ông hơi nhầm lẫn một chút, thay vì là diễn ra ở Canton thì ông nói nhầm là ở Springfield, có gì đâu mà làm to chuyện. Nhưng mà thưa quý vị, đây nữa nè, là một tình tiết nữa mà AP dựa theo nguồn tin của cảnh sát đã xác định là người phụ nữ Farrell này 27 tuổi mà ăn thịt mèo á, không phải là gốc di dân là Haiti, mà đây là một người quốc tịch là một công dân Mỹ sinh ra Ohio và đã tốt nghiệp ở trường trung học là Canton McKinley High School năm 2015. Như vậy thì có hay không chuyện di dân Haiti ăn thịt chó mèo? Quý vị đã có câu trả lời của mình. Cô Farrell, quý vị thấy trên màn hình, đã bị bắt giữ và phải đóng tiền bond á, muốn được tại ngoại là 100.000 đô la Mỹ, và cô sẽ phải ra tòa vào ngày 15 tháng 10 sắp tới đây.
có hay không chuyện di dân mà ăn thịt chó mèo như lời cựu Tổng thống Trump và J.D. Vance và những đồng minh như là ông Ted Cruz đang loan báo và biến nó thành câu chuyện giật gân câu khách để gieo rắc vào trong lòng cử tri một nỗi sợ hãi? Quý vị đã có câu trả lời. Và ngay cả ông J.D. Vance ngày hôm qua ông thừa nhận thế này nè, làm gì làm to chuyện, ok, cứ cho là tôi thổi phồng chuyện đó đi. Nhưng hãy nhìn ở đằng sau cái câu chuyện thổi phồng đó đó, đôi khi nó là một cái dụng ý để người dân thức tỉnh. Người dân biết rằng là nước Mỹ này á, đang đi vào một cái giai đoạn mà nó khủng hoảng lắm rồi. Khi mà di dân bất hợp pháp vô giết người, cướp của, ăn thịt chó mèo, rồi nền kinh tế thì tan hoang nát bét. Điều đó xảy ra dưới thời của chính phủ đương nhiệm là Biden-Harris. Và vì vậy cử tri phải suy nghĩ rất kỹ trên lá phiếu của mình. Đó là lập luận của ông J.D. Vance. Và liệu rằng có bao nhiêu cử tri tin vào những cái điều này và sẽ quyết định trên lá phiếu của mình, thưa quý vị? Điều đó vẫn là một ẩn số. Nhưng mà khi mà nói đến cái cuộc tranh luận vào tối ngày hôm qua, cô dân biểu Marjorie Taylor Greene và là một chiến binh bảo vệ cựu Tổng thống Donald Trump hết mình và là một nữ hoàng thị phi, hoàng vi hay dùng, ngay trong Quốc hội Liên bang của Hoa Kỳ, sáng ngày hôm nay cô bực lắm. Cô nói rằng cái đám dân chủ và cái đám mà chống ông Trump á, nó cười hơn hớt và nó nói rằng là cái cuộc tranh luận vào tối ngày hôm qua, ông Trump đã thất bại trước đối thủ của mình là bà Kamala Harris. Cô nói rằng á, là với những ai á, mà cho rằng là ông Trump không có minh mẫn, ông Trump đã bị già, ông Trump đã bị suy giảm những cái khả năng gọi là bị già đi, bị lão hóa đó, dementia, bị lão hóa đó. Thì tôi tin rằng là những người đó chưa từng có một cái cuộc nói chuyện với cựu Tổng thống Trump. Chúng tôi nói chuyện với ông Trump gần như là mỗi ngày. Mọi người hãy nhìn đi, nhìn cái cách ông ấy đứng trên sân khấu. Ông ấy có thể nói chuyện liên tiếp trong vòng 1.5 tiếng đồng hồ, rất là mạnh mẽ và rất là sắc bén. Hoàng Vy đồng ý với cô Marjorie Taylor Greene. Hoàng Vy hoàn toàn đồng ý với cô Greene trong cái vấn đề này. Phải nhìn cái cuộc tranh luận của ông Trump trong tối ngày hôm qua, thưa quý vị, trong vòng 1.5 tiếng. Và quý vị nên nhớ rằng là cựu Tổng thống Trump hiện nay đang giữ chức vô địch, là ứng cử viên tổng thống cao tuổi nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Và nếu như ông thắng cử kỳ này, ông cũng sẽ là tổng thống mà tuyên thệ vị trí là cao tuổi nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Và mặc dù báo chí có nói, dạo gần đây, ông Trump khi mà đi vận động tranh cử thì ông hay nhập nhằn lẫn lộn, thậm chí là mới đây thôi, không có xa. Ông Elon Musk, thưa quý vị, nhân vật mà bữa giờ cũng làm nên lắm chuyện để mà ủng hộ cho cựu Tổng thống Donald Trump á, bằng cách là dùng AI để mà tạo ra những cái tấm hình giả về bà Harris mặc quần áo cộng sản rồi cầm búa liềm công nông, hay là những cái trang subpage ở trên mạng X để nói rằng là ông Biden bị dân chủ là khử luôn rồi và ông Biden hiện nay á, là sức khỏe là sắp chết rồi. Những chuyện này Hoàng Vy đã thừa. Nhưng mà mỗi lần nhắc về Elon Musk thì nên nhắc về câu chuyện này để thấy là có một cái sự thay đổi rõ rệt. Quý vị nhớ một lần nữa nha, trước khi mua mạng X, Elon Musk đã hứa là sẽ không có chính trị chính em và chỉ bảo vệ quyền tự do ngôn luận của mình mà thôi. Nhưng mà bây giờ ông ấy đã sử dụng mạng X, mạng xã hội rất là lớn của nước Mỹ để mà phục vụ cho cái quan điểm chính trị của mình. Tối ngày hôm qua tranh luận xong á, thì Elon Musk đã nói rằng cứ cho là bà Harris thắng đi. Nhưng mà bà Harris mà thắng thì nước Mỹ sẽ không còn bao giờ có thể lên sao hỏa được nữa. Đó là phát biểu của Elon Musk. Rồi thậm chí ông nói là nước Mỹ sẽ vỡ nợ và sẽ nợ rất là nhiều nếu như mà ông Trump không có thắng cử. Thì thôi thì quan điểm cá nhân của mỗi người. Trở lại câu chuyện này thưa quý vị. Ông Trump, nhiều người nói rằng là ông có cái dấu hiệu dementia, cái dấu hiệu là lão hóa đó. Và người ta dẫn chứng rất nhiều. Ví dụ như gần đây nhất khi mà ông nhắc về Elon Musk, thì ông lại gọi Elon Musk thay vì là Elon Musk, thì ông lại gọi thành Leon Musk. Và người ta nói rằng đó là lý do mà cho là ông bị suy nhược. Hoàng Vy thì nghĩ rằng là không nên dựa vào một vài ba những cái lần nói lộn. Thậm chí là những người trẻ như chúng ta đây mà nói mà liên tiếp trong một cái khoảng thời gian thì cũng có khả năng nói lộn. Nhưng mà nhất là trở lại với cuộc tranh luận tối ngày hôm qua. Thực sự chúng tôi nhìn thấy trên sân khấu là một Donald Trump 78 tuổi và vẫn còn rất sắc lẹm, thưa quý vị. Ông rất là lanh. Ông có thể nói liên tu bất tận. Khoan xét đến cái nội dung trong đó là gì?
Khoan nói đến chuyện là ông có trả lời đúng cái câu hỏi của người điều phối chương trình hay không. Chỉ thấy một điều rất là rõ rệt. Ông còn rất là khỏe mạnh, sắc bén và lanh lợi. Ông có thể nói liên tục thưa quý vị, và thậm chí bà Harris không thể ngắt lời được ông. Thậm chí hai người điều phối chương trình rất nhiều lần phải chật vật để mà ngắt lời cựu tổng thống và nói rằng là ông hết giờ rồi, chúng ta còn nhiều vấn đề phải nói lắm. Ông Trump vẫn còn rất là sắc lẹm thưa quý vị. Hoàng Vy đồng ý với cô Marjorie Taylor Greene. Ngay cả trong cái vụ khi mà ký giả của ABC, trong cái vụ tranh luận vào tối ngày hôm qua, họ hỏi ông rằng cái chuyện mà bạo loạn ngày 6 tháng Giêng á, ông kêu gọi mọi người, những người ủng hộ ông tiến về quốc hội và file like hell, để rồi bây giờ nó là một cái cuộc tấn công vào cái nền dân chủ của nước Mỹ mà làm cho cả thế giới phải ngỡ ngàng, nhiều người đã bị truy tố rồi phải ở tù rồi. Ông có hối tiếc về những gì mà ông đã kêu gọi những người ủng hộ ông vào ngày hôm đó không? Ông có hối tiếc không? Bởi vì ông cứ ngồi ở trong tòa Bạch Ốc và nhìn đám đông bạo loạn đập phá quốc hội và làm bị thương rất nhiều cảnh sát. Và sau đó phải 2 tiếng sau ông mới đưa ra một cái đoạn video và nói về nhà đi các em, I love you, I love you. Thì ông Trump thưa quý vị, thay vì trả lời thẳng vô chuyện là tôi không hối hận, đó là những người yêu nước, hoặc là tôi cảm thấy là đó là một cái chuyện mà mình cần phải lật sang trang, thì ông ngay lập tức ông lái sang và nói rằng mọi người nhìn đi, mọi người nhìn đi, cái chính phủ hiện nay nè đã mở cửa để cho di dân tràn vô và gây ra đập phá nước Mỹ, giết người, cướp của, thậm chí là ăn thịt chó mèo. Đó là lúc mà ông Trump nhắc về lần thứ hai về chuyện là di dân ở Ohio, di dân Haiti ở Ohio ăn thịt chó mèo thưa quý vị. Tức là ông rất là nhanh nhạy, ông có thể mà lách léo và đưa ra sức uống cái câu trả lời hoàn toàn đi theo một hướng khác. Tới mức độ mà khi mà đang nói về kinh tế, khi mà ký giả đang hỏi bà Kamala Harris về cái chuyện là chính phủ đương nhiệm với những cái vấn đề kinh tế hiện nay đó, và bà hỏi ông Trump, thì thay vì nói về chuyện là ký giả hỏi là chuyện là thuế quan đó, ông quan niệm sao về cái chuyện thuế quan khi mà ông nói rằng dùng thuế quan có thể giải quyết mọi vấn đề kinh tế đó, thì thay vì nói về chuyện kinh tế thì ông lại một lần nữa ông nói cái nền kinh tế bị lũng đoạn hoàn toàn là bởi vì chính phủ đương nhiệm để di dân tràn vô và lấy đi rất nhiều công ăn chuyện làm của người dân Mỹ và gây ra cái tình trạng thất nghiệp tràn lan. Thì ông, đó là những cái kỹ thuật, còn thuyết phục hay không, thuyết phục hay không thì chắc là phải thuộc về quan điểm của mỗi người dựa trên cái thiên hướng chính trị. Nhiều lần Hoàng Vy có thưa quý vị đó, những cái cuộc tranh luận như thế này nó sẽ không có quyết định hoàn toàn đến cái lá phiếu của cử tri vào ngày 5 tháng 11 sắp tới. Bởi vì khi ngồi lắng nghe từng hai ứng cử viên này nói đó thưa quý vị, thì chắc chắn những người mà có quan điểm đã ủng hộ ông Trump thì họ sẽ tin vào những điều ông nói, thậm chí kể cả chuyện, hai chuyện sau đây mà ông Trump tối ngày hôm qua đã bị ký giả đánh bật lại thưa quý vị. Mà ngạc nhiên thay, chính ký giả của ABC, người điều phối chương trình, là người bẻ lại cái quan điểm này chứ không phải là bà Kamala Harris nha. Ông nói rằng là cái chuyện phá thai, bên phía dân chủ giả mang lắm, cho người ta phá thai vô tội vạ 8 tháng, 9 tháng, thậm chí để em bé xong, để em bé qua bên rồi giờ quyết định cho nó sống không hay là phá thai luôn. Và ngay lập tức thì ký giả ABC, ông David, ông nói là không có bất kỳ một tiểu bang nào ở trên nước Mỹ mà cho phép người ta có quyền làm cái chuyện phá thai mà thất đức như thế này. Đó, đó là, nhưng mà có thể thưa quý vị, có thể những fan MAGA vẫn đang ủng hộ ông Trump thì họ tin vào những câu chuyện như vậy. Họ tin vào chuyện có di dân bất hợp pháp vô ăn thịt chó mèo, dân chủ là cho phép giết em bé khi mà đẻ ra như vậy. Nó phụ thuộc vào cái quan điểm chính trị của mỗi người. Cái vấn đề là cử tri độc lập nè, và liệu cái màn trình diễn ngày hôm qua của bà Harris có đẩy được cử tri độc lập đi đến quyết định hay không, đó mới là một cái bài toán khó thưa quý vị. Một cái điều quan trọng. Cũng trong cái cuộc phỏng vấn, cái cuộc tranh luận ngày hôm qua giữa ông Trump và bà Harris đó, thì có một số điều ông nói và làm cho chính những nhân vật Cộng Hòa cảm thấy confused. Họ cảm thấy bối rối, họ không biết là nên nghĩ như thế nào nữa. Nghe như cô dân biểu Marjorie Taylor Greene mà Hoàng Vy đề cập khi nãy, cô ủng hộ tuyệt đối ông Trump. Ông Trump sắc bén, ông Trump giỏi, ông Trump mạnh mẽ, ông Trump nghiền nát bà Harris. Nhưng mà khi mà hỏi là, ủa,
Chưa giờ ông Trump nói rằng là ông sẽ, nếu là tổng thống thì ông sẽ ban hành cái đạo luật bảo hiểm y tế cho tòa, cho ở mức độ liên bang luôn, và bảo hiểm sẽ phải trả cho những cái chi phí về điều trị IVF là thụ tinh nhân tạo. Quý vị biết bên phía đảng Cộng Hòa từ đó tới giờ không có ủng hộ cho cái chuyện IVF. Họ nói là cái phôi thai đông lạnh cũng là một mạng sống của một con người. Trong quá trình thụ tinh thì cái gì mà không có sử dụng, hoặc là cái những cái trứng, cái phôi thai mà nó bị chết thì coi như là vứt bỏ đi. Thì Cộng Hòa nói là đó cũng là giết bỏ trẻ em, vì vậy họ không ủng hộ. Nhưng mà ông Trump tối ngày hôm qua thì ông ủng hộ cho chuyện này, làm cho một số những cái nhà lập pháp bên phía Cộng Hòa như cô Green khi nãy cũng nói tôi không biết chuyện này nha, nhưng mà tôi hoàn toàn phản đối về chuyện này. Rồi ông Josh Hawley, thượng nghị sĩ bên phía Cộng Hòa, cũng nói rằng ô, tôi mới nghe chuyện này nghe, nhưng mà tôi cũng không ủng hộ, và tôi nghĩ là có thể ông Trump vừa mới có cái ý tưởng đó và ông nói ra thôi, một cách bất ngờ thôi. Và ngay cả chiến dịch tranh cử của ông Trump cũng hoàn toàn lúng túng. Họ nói có thể ông Trump đã ngẫu hứng bất ngờ và nói ra một số chính sách ở trên sân khấu mà cái base của ông á, hoàn toàn không có ủng hộ cho điều đó. Và chính vì vậy làm cho những người Cộng Hòa confused. Hoàng Vy xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại. Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5, vẫn về cái cuộc so găng đầu tiên, mặt đối mặt đầu tiên giữa cựu Tổng thống Donald Trump và đương kim Phó Tổng thống Kamala Harris, và hai đối thủ lớn nhất trong cái cuộc bầu cử năm nay. Trong cái cuộc tranh luận đó thì ông Trump đã dùng rất nhiều thời gian để phát thảo lên một cái bức tranh về tình hình kinh tế của nước Mỹ rất là tệ. Nào là tỷ lệ thất nghiệp thì cao, lạm phát cao nhất trong lịch sử của nước Mỹ luôn. Và cũng xin nói về chuyện lạm phát thì xin cập nhật với quý vị rằng thứ nhất á, lạm phát ở dưới thời ông Biden đúng là có thời điểm là nó lên 9 chấm. Nhưng mà nó không phải là cao nhất trong lịch sử của nước Mỹ, mà từ những cái thời mà suy thoái kinh tế trước đây đó, lạm phát có khi còn cao hơn cái chỉ số đó. Và còn sáng ngày hôm nay, ngày thứ tư thì sao? Lạm phát của nước Mỹ từ 2.9 bây giờ vào tháng là của tháng 7 đến tháng 8 nó đã rớt xuống còn 2.6 thưa quý vị. Lạm phát của nước Mỹ hiện nay là 2.6. Nhưng mà ông Trump đã dùng hết sức để tô vẽ nên một cái bức tranh về nước Mỹ bây giờ là sao? Kinh tế thì nát bươn, lạm phát thì cao ngất ngưỡng, rồi di dân thì đang tàn phá nước Mỹ này. Rồi về những cái đạo, những cái tư tưởng mà nó quá cấp tiến, ví dụ như là chuyện phá thai, rồi về chuyện và cả những cái nguyên thủ trên thế giới cũng đang coi thường nước Mỹ. Và nếu như mà ông là tổng thống đó thì chắc chắn thế giới này sẽ rất là bình yên. Làm gì có chuyện Putin xâm lăng Ukraine, và làm gì có chuyện là Hamas đang đánh nhau ròng rã với lại Israel. Đó là cái chiến lược của bên phía ông Trump. Và ông nói rằng ông đã để lại một cái nước Mỹ rất là tốt đẹp sau cái nhiệm kỳ tổng thống của ông. Và nhất là ông nói thế này ngay từ cái phần đầu tiên khi mà nói về kinh tế nha thưa quý vị, thì ông cũng có đá tới cái vấn đề về những cái chính sách về y tế. Thì ông nói rằng là thời của Trump đã xây dựng được một cái chính sách về y tế và chăm sóc, đặc biệt là giải quyết đại dịch rất là tốt. Và ông nói xuyên suốt và liên tục trong chuyện là nước Mỹ trong lúc đại dịch Covid-19 đã gần như là sản xuất ra rất nhiều những cái máy thở, rồi những cái khẩu trang cung cấp cho toàn thế giới luôn. Và chính ông đã dẫn dắt cái đội ứng phó đó để cứu đại dịch, cứu nền kinh tế, cứu nước Mỹ và cứu cả thế giới. Bà Harris rất là ngạc nhiên là đã không hề đánh bật lại cái quan điểm này của ông Trump. Chỉ cần người ta nói giá như mà bà Harris chỉ cần nói có một câu thôi: ông cứu nước Mỹ trong cái đại dịch đó hả, mà ông lại khuyên mọi người rằng là đi chích cái chất tẩy vào người để mà có thể trị được Covid-19. Nhưng mà bà Harris đã không nói điều này thưa quý vị. Bà Harris thì sao? Bà vẽ nên một cái bức tranh của nước Mỹ. Bà có nhắc về những cái chuyện mà thành tích của thời của ông Trump đã để lại. Bà và cái câu mà bà nói đó là Trump left us. Ông Trump đã để lại cho chúng ta, nó đã trở thành trending, một cái cụm từ, một cái cách hành, gọi là cái cách diễn đạt đó, trending ở trên mạng xã hội vào sáng ngày hôm nay. Ông Trump đã để lại cho chúng ta một cái tỷ lệ thất nghiệp cũng cao nhất
từ cái thời đại suy thoái của nước Mỹ. Cái này cũng fact check thưa quý vị, cái này nó không đúng. Rồi ông Trump đã để lại cho chúng ta một cái sự khủng hoảng trong cái đại dịch về chăm sóc về sức khỏe công. Ông Trump đã để lại cho chúng ta một cái sự hỗn loạn về cái nền dân chủ của nước Mỹ. Ông Trump để lại rất nhiều cái đống messy. Nhưng mà theo lời xuyên suốt cái tinh thần trong cái cuộc tranh luận, bà Harris nói chúng ta sang trang đi. Chúng ta lật sang trang đi. Đừng có mãi mà cứ bám vào những cái chuyện này nữa. Tại sao thay vì nói về những cái sự thù hằn, trả thù, tắm trong bể máu, thì tại sao không nói về cái sự hy vọng, nói về chương trình nghị sự, về plan đi, lấy plan ra đỏ với nhau nè. Tôi có cái vision, vẫn theo lời bà Harris, tôi có cái vision, tôi muốn là khuyến khích những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa nè, họ có những cái ý tưởng đầu tư kinh doanh làm ăn. Thì nếu tôi làm tổng thống, tôi sẽ hỗ trợ cho họ là 50.000 đô la Mỹ tín dụng thuế để mà những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa đó làm ăn. Tôi giúp cho những gia đình Mỹ đó là cái tín dụng trẻ em từ 2.000 lên tới 3.600. Đó là rồi tôi giúp ứng phó với những cái chuyện mà xây dựng nhà cửa, vân vân. Tức là bà Harris nói là tại sao mà không hướng tới tương lai. Thậm chí khi mà ký giả của chương trình, điều phối chương trình ABC nói rằng là bà Harris, bà nghĩ sao về chuyện ông Trump đặt vấn đề về nguồn gốc sắc tộc của bà là da đen hay là da màu? Thì bà Harris đã trả lời thế này, bà nói tragedy, thật là thảm họa. Nhưng mà có cần phải nói về những chuyện này không? Chúng ta có cần phải tiếp tục cứ nói về chuyện này không? Chúng ta nói về tương lai đi và làm sao cho người dân Mỹ cảm thấy có một cái niềm tin, một cái hy vọng và nó chan hòa, nó sống, nó chan hòa, nó vui vẻ với nhau. Để mà còn làm ăn, để mà hướng tới, còn hơn là cứ nói về những cái điều thù hằn. Ông Trump đã đáp trả lại, ông nói rằng là về cái chuyện mà ông tấn công vào sắc tộc á, ông trả lời với ký giả ABC, ông nói là I don't care, I don't really care, tôi không có quan tâm, mấy người làm big deal cho tôi không có quan tâm, bà ấy là da đen hay da màu đối với tôi không có quan tâm. Còn về cái chuyện, cái vision, cái tầm nhìn của bà Harris, ông Trump nói rằng là bà ấy nói nghe những điều hay ho quá ha, hướng về tương lai, rồi lật sang trang, rồi nói về hy vọng. Nhưng những cái điều này tại sao bà ấy không làm trong vòng 3 năm rưỡi vừa qua? Mà bây giờ đứng ở đây và tranh cử tổng thống thì hướng về sang trang. Thì đó là những cái màn đốt chát nhau thưa quý vị. Một lần nữa, chúng tôi ngồi quan sát hai ứng cử viên tranh luận với nhau. Và như Hoàng Vy nói đó, ông Trump vẫn còn cái sự sắc bén lanh lợi của mình. Ông rất là lanh, ông đối đáp rất là lanh. Và thậm chí Hoàng Vy nhìn thấy là bà Harris còn phải ghi chép nhiều lần. Nhưng ông Trump là tuyệt đối không nha. Và ông cũng rất là sắc bén trong cái việc mà gọi là uốn éo và gọi là lách những cái câu hỏi của ký giả ABC đó. Nhưng mà nó có một cái điều này thưa quý vị, mà nó cũng là một cái quy luật ở đời. Giống như ca sĩ thì chỉ có một thời, và ai cũng có một thời của mình thôi thưa quý vị. Nhìn thấy trên sân khấu á, nhìn thấy trên sân khấu hai ứng cử viên, bà Harris, một ứng cử viên nữ và trẻ trung hơn, những hơn 20 tuổi, trẻ hơn 20 tuổi so với cựu tổng thống Donald Trump. Rõ ràng ông Trump bây giờ đã không phải là ông Trump của 2016 nữa, càng không phải là ông Trump của 2020. Ông vẫn còn cái sự sắc bén và sẵn sàng tuôn ra bất kỳ một cái điều gì mà không cần nó phải có dựa trên sự thật. Và ông nói có thể liên tu bất tận và trong một cái không khí, cái khẩu khí rất là mạnh mẽ. Nhưng mà có một điều nhìn thấy ở đằng sau đó là cái sự mệt mỏi của cựu Tổng thống Trump thưa quý vị. Hoàng Vy tin dù quý vị ủng hộ Dân Chủ hay Cộng Hòa, không thể không đồng ý với cái điều đó. Và như vậy thì về bà Harris, khoan nói đến những cái chương trình nghị sự của bà, khoan nói là quý vị có đồng ý với những cái agenda chính sách của bà hay không, và liệu là bà có thể thực hiện được những gì mà bà hứa hay không. Ký giả ABC trong tối ngày hôm qua có, không phải là họ chỉ có đánh gọi là vặn vẹo ông Trump đâu, mà họ vặn vẹo đối với bà Kamala Harris luôn. Họ hỏi những cái câu như thế này nè, tại sao về di dân á, tại sao về di dân mà chính phủ của bà và ông Biden bây giờ nè, tại sao mà phải đợi cách đây 6 tháng mới đưa ra cái sắc lệnh hành pháp là đóng cửa biên giới nếu mà di dân mà kéo về nó quá 1.500 người một ngày. Tại sao ông làm chuyện đó ngay từ đầu?
mà kéo đến bây giờ mới làm là một. Rồi hỏi bà là tại sao cái quan điểm của bà nó có một số thay đổi. Ví dụ như trước đây, trước năm 2019 đó, bà không có ủng hộ chuyện khai thác năng lượng bằng phiến đá đó, fracking. Nhưng bây giờ thì bà ủng hộ. Rồi tại sao cái chuyện mà chính phủ thu mua, trao đổi, tức là thu mua súng ở toàn dân để mà bớt lưu hành những cái khẩu súng nguy hiểm đi. Tại sao mà trước đây thì bà ủng hộ, còn bây giờ bà không? Bà có những cái thay đổi trong những cái chính sách của mình như vậy. Thì bà Harris cũng phải giải thích về điều này. Bà nói rằng giá trị của tôi không có thay đổi. Giá trị của tôi là gì? Tôi được lớn lên từ việc là một bà mẹ middle class và nuôi con mình. Cả cha và mẹ là di dân nha thưa quý vị, chứ không phải là chỉ có một cha hoặc là mẹ là di dân, còn lại là người công dân Mỹ. Cả hai đều là di dân. Bà mẹ nói chuyện còn trọ trẻ, còn accent rất là nhiều. Nhưng mà đã nuôi lớn tôi và tôi có một cái ambition, tôi có một cái tham vọng. Và tôi luôn biết rằng tôi phải bảo vệ tầng lớp người lao động và tầng lớp low income cũng như là middle class. Thì cho nên chính sách của tôi không thay đổi. Nhưng mà có thể theo thời gian và hợp thời, hợp cảnh thì tôi điều chỉnh cái chính sách đó. Thì đó là những gì bà Harris nói. Hoàng Vy thuật lại với quý vị là như vậy. Khoan nói về chính sách, nói về những cái sự thể hiện của bà Harris tối ngày hôm qua. Trong lúc ông Trump đầu tiên vô, khi mà nói về cái câu hỏi đầu tiên về kinh tế thì ông còn cái sự bình tĩnh. Còn cả hai còn nói chuyện rất là bình tĩnh. Nhưng mà sau đó càng ngày càng về sau, cái độ nóng nó tăng dần lên. Nhất là lúc mà bà Harris chọc quê ông. Mỗi lần mà bà Harris đưa ra một cái bẫy và chọc quê cựu Tổng thống Trump là y như rằng và rất là đáng ngạc nhiên. Ông Trump mắc bẫy quý vị. Ví dụ nha, ví dụ khi mà bà Harris có nhiều cách chọc quê ông đó. Đây là cái ánh mắt này nè. Ý nói là ông nói vậy đó hả? Và ý là ông đang nói những cái chuyện mà nó không có đúng. Hoặc là bà có thể là lầm bầm trong miệng này. You are lying. Nói xạo. Hoặc là bà chống cằm như thế này để bà nói coi là ông đang diễn cái chuyện gì vậy. Và bà còn có một cái cách nữa mà Hoàng Vy tin rằng là đúng, là bà Harris có một cái tập dượt rất là kỹ nha. Tập dượt rất là kỹ. Thứ nhất là cái cách biết chọc quê ông Trump. Đây, cảm ơn ban kỹ thuật đây. Ông Trump, quý vị để ý là ông tuyệt đối không nhìn vào bà Harris dù chỉ một lần. Ngay tối ngày hôm qua, Hoàng Vy thấy ở trên diễn đàn Việt ngữ đó, rất nhiều khán giả sống ở Mỹ và theo dõi cái cuộc tranh luận này. Và họ nói rằng, ôi, ông Trump không thèm nhìn bà Harris, bà ấy cứ nhìn ông say sưa bởi vì ông Trump đẹp trai quá mà. Và họ cho rằng là ông Trump đang cái đà chiến thắng. Thì bà Harris đã chọc quê ông Trump một cái chuyện thôi. Bà nói là ông Trump lúc nào cũng bị ám ảnh về cái chuyện là cái size của những người đi xem những cái cuộc vận động của ông. Nhưng mà ông ấy có biết đâu là người ta bỏ về nửa chừng, người ta chán. Bởi vì người ta không có, người ta muốn nghe nói về những cái gì mà làm giúp ích cho đời sống của người dân nè, cho bản thân người ta nè. Chứ người ta không có muốn đứng đó và nghe nói về bản thân me. Vì lý do đó mà cử tri bây giờ người ta chán, người ta bỏ về. Và ngay lập tức ông Trump nổi sung thiên liền luôn thưa quý vị, chọc đúng cái chỗ, cái gót chân Ashin của ông. Và ông nói rằng là xin lỗi nha, cử tri á, mới chán với cái cuộc vận động tranh cử của bà chả có cái gì để nói, bà rất là tệ, bà rất là dở. Cử tri tin vào tôi là bởi vì họ tin vào một cái điều đơn giản thôi, Make America Great Again. Nhưng mà không dừng lại ở đó, ông lại sa tiếp vào cái chuyện là vì di dân vô biên giới nước Mỹ và ăn thịt chó mèo. Như Hoàng Vy nói đó, ông lặp lại điều này 4 lần. Mà chính vì những cái điều mà nó không có make sense thưa quý vị, mà ông tuôn ra một cách dễ dàng như thế này, nó đã giảm bớt cái sức chiến đấu trong những cái lời tuyên bố của ông, trong những cái cố gắng của ông để nỗ lực vẽ ra một cái bức tranh là nước Mỹ đang rất là tệ và người dân Mỹ cần một cái sự thay đổi, và đó chính là ông. Nhưng mà nó đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những cái lời, ví dụ như là dân chủ cho phá thai, đẻ ra vẫn còn giết, rồi ví dụ như di dân là ăn thịt chó mèo. Những cái chuyện này nó đã ảnh hưởng đến ông Trump rất là nhiều, là bởi vì ông đã bị bà Harris chọc cho nóng máu thưa quý vị. Còn bà Harris thì sao? Rõ ràng một lần nữa bà có tập dượt rất là kỹ và có vẻ như ngay thậm chí cái cách mà bà nhìn camera, bà nói chuyện cũng vậy thưa quý vị. Bà biết cách là nhìn thẳng vô đó và trong cái ánh mắt của mình á, bà luyện tập để bà nói chuyện giống như đang nói chuyện với lại cử tri Mỹ. Và trong cái giọng nói của bà Harris vào tối ngày hôm qua, nếu mà quý vị theo dõi, đúng là một cái chất giọng đặc sệt,
của bên phía miền Nam thưa quý vị, và là của những người da đen. Và bà nói khá là truyền cảm. Cái điều đó phải công tâm mà nói như vậy. Và rõ ràng bà Harris đã pass được cái bài test vào tối ngày hôm qua. Trước khi diễn ra cái màn tranh luận, Hoàng Vy có thưa quý vị là cái cuộc tranh luận này nó cũng nguy hiểm cho bà lắm. Bởi vì bên phía ông Trump thì nói là cái tuần honeymoon của bà Harris sẽ chấm dứt. Và bà sẽ hiện nguyên hình bà là ai. Bởi vì từ bữa giờ là bà đi vận động tranh cử là có người viết sẵn script hết, kịch bản hết. Và thậm chí là có cái máy teleprompter. Nhưng mà tối ngày hôm qua là không có gì hết, chỉ có mình ơn thôi. Và phải đấu với đối thủ chính trị của mình. Và xem như bà đã pass được cái bài test đầu tiên. Để mà bà chứng minh cho những bên phía fan của bà, bên phía đảng Dân Chủ đó, họ đang cảm thấy sung sướng một điều rằng họ không có sai lầm. Họ không có sai lầm khi mà họ thay thế hay là họ đã tạo áp lực để mà thay thế ứng cử viên của đảng Dân Chủ, đó là ông Biden bằng bà Harris. Bà đã chứng minh được cho những fan của bà thấy rằng là họ đã không sai. Và thậm chí là một số fan bên phía Dân Chủ của bà Harris đó, đang có những cái lòng tin là bà có thể thắng được, chiến thắng được ông Trump trong cái kỳ bầu cử tháng 11 sắp tới đây thưa quý vị. Nhưng vấn đề là liệu là cái chuyện mà bà Harris thắng được trong cái vòng tranh luận vào tối ngày hôm qua đó, nó có thể dẫn tới được cái chiến thắng cho bà vào tháng 11 sắp tới đây hay không? Thì thực sự đó nó không có cái gì là chắc chắn hết thưa quý vị. Mặc dù là một số những nhân vật bên phía đảng Cộng Hòa mà là những người ủng hộ ông Trump nhé. Ví dụ như là thượng nghị sĩ của North Carolina là Tom Tillis, rồi John Cornyn của Texas, rồi Rand Paul của Kentucky, rồi Lisa Murkowski của Alaska là thượng nghị sĩ Cộng Hòa, đều cho rằng ông Trump đã thất bại trong cái cuộc tranh luận vào tối ngày hôm qua. Nhưng xin quý vị lưu ý, trước đây ông Trump năm 2016 và ông Bush năm 2004 trong cái màn tranh luận đã thất bại trước đối thủ của mình. Nhưng sau đó họ đã thắng trong cái cuộc bầu cử trong cái năm đó. Như vậy thì cử tri khi mà theo dõi cái cuộc tranh luận vào tối ngày hôm qua, họ đã có sẵn cái quyết định của mình. Chỉ là nhóm cử tri độc lập không biết là dựa trên cái những cái gì mà bà Harris thể hiện đó có đủ để đẩy họ ít nhất là vài trăm ngàn cử tri đi tới phòng phiếu và quyết định bỏ phiếu cho bà hay không, đó vẫn là một ẩn số. Và nhất là thưa quý vị, những cái bản thăm dò gần đây vẫn cho thấy một cái điều rất là lạ lùng rằng cử tri vẫn cứ nghĩ rằng ông Trump á, là rất là giỏi ở trên vấn đề về kinh tế và di dân. Mặc dù tối ngày hôm qua bà Harris đã cố gắng đánh bật lại điều đó và nói chính ông Trump đã cản không có cho cái đạo luật di dân được thông qua. Rồi kinh tế ông Trump chỉ có quan tâm tới cái tầng lớp giàu sụ và không có chăm sóc gì đời sống kinh tế của tầng lớp middle class hết. Rồi thậm chí là những cái hàng, cái thuế quan của ông Trump nó không có make sense và nó sẽ ảnh hưởng đến kinh tế của nước Mỹ. Nhưng rất là lạ lùng, những cái bản thăm dò người ta vẫn cho thấy rằng là ông Trump có thể giỏi hơn bà Harris về vấn đề kinh tế và di dân. Hoàng Vy xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại. Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5. Thưa quý vị, sau cái màn mà thừa thắng xông lên á, sau cái vòng tranh luận giữa bà Harris và ông Trump, thì bà Harris cảm thấy thực sự là khí thế phần phần và bắt đầu phải đến kết thúc cái cuộc tranh luận nha. Thì mới đưa ra cái lời tuyên bố là ok, chơi vòng 2 không? Và ông Trump thì sao? Ông Trump thì nói là tôi đã có một cái màn tranh luận mà tốt nhất từ trước tới nay, nhưng mà tôi không nghĩ là tôi muốn tranh luận nữa đâu. Và có thể là sẽ không có cái cuộc tranh luận lần thứ hai nữa thưa quý vị. Thì đó là cái gọi là hậu tranh luận. Và sau cái vòng tranh luận giữa hai nhân vật này nè, và một lần nữa nha, đây là lần đầu tiên mà người ta nhìn thấy cái cú bắt tay của bà Harris. Quý vị biết không, là bà Harris á, đã tự chủ động đi đến từ cái phía gọi là cánh gà ha, bên phía của bà là bên phải của sân khấu. Bà thẳng bước tới cái vị trí của ông Trump và bà vươn cái tay ra để bắt tay ông Trump và giới thiệu tôi là Kamala Harris. Đây, quý vị thấy là bà đi thẳng tới cái chỗ của ông Trump nha. Và ông Trump khá là bị động để mà đón nhận cái cú bắt tay của bà Kamala Harris. Ở trước cái vòng tranh luận đó, thì bên phía bà Harris
không có chịu trả lời rằng là hai người có chịu bắt tay hay không. Bởi vì hồi mà ông Biden mà tranh luận với ông Trump vào ngày 27 tháng 6 ở trên CNN á, là hai người không có bắt tay. Cho nên kỳ này người ta không biết là bà Harris có bắt tay ông Trump hay không. Thì mãi cho đến lúc mà bắt đầu thì mới biết được cái câu trả lời như quý vị vừa thấy đó. Để cho thấy là bà có cái sự chủ động đó. Nhưng mà một điều nữa là khi mà mở đầu thì bắt tay nhau, nhưng mà kết cái cuộc tranh luận á, thì đã không chào nhau một câu thưa quý vị. Họ không bắt tay nhau nữa. Và sau cái cuộc tranh luận đó đó, rất là bất ngờ là chỉ có 10 phút đó quý vị nhìn thấy là cả hai là coi như là xong rồi, đi và không có bắt tay nhau một tí nào nữa hết á. Nhưng mà sau cái vòng tranh luận đó thì rất là bất ngờ, và phải nói là những fan của bà Harris á, gọi là sướng rần rần luôn. Là vì sao cô ca sĩ Taylor Swift, một biểu tượng của nền âm nhạc trẻ của đối với giới trẻ hiện nay, không chỉ ở nước Mỹ đâu và cả trên thế giới luôn, tuyên bố là ủng hộ bà Harris. Cô nói rằng là tôi đã theo dõi cái cuộc tranh luận này nè, và dĩ nhiên là tôi cũng có làm research nữa, tôi tìm kiếm rất nhiều thông tin, và cô đi đến kết luận rằng á, là bà Harris á, là một lãnh đạo mà cô dùng cái từ là talented, tức là những người có tài, và đặc biệt là sẽ giải quyết những cái vấn đề trong nước Mỹ. Và nước Mỹ không xứng đáng để một cái sự hỗn loạn nào nữa. Và cô sẽ sử dụng cái lá phiếu của mình để bầu cho Harris. Và các bạn cũng vậy nhé, hãy nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định cái lá phiếu của mình. Ký tên là một người phụ nữ, không có con mà chỉ có nuôi mèo. Tức là cô đá khấy, ông J.D. Vance đã từng đưa ra cái tuyên bố mà làm mất lòng phụ nữ như vậy thưa quý vị. Vấn đề đặt ra là, với cái sự ủng hộ của cô Taylor Swift đối với chiến dịch tranh cử của bà Harris và ông Tim Walz, cô có nhắc về Tim Walz tối hôm qua. Taylor Swift nói là Tim Walz sẽ là một phó tổng thống mà sẽ quan tâm tới quyền lợi của tất cả tầng lớp người dân trong nước Mỹ, đặc biệt là cộng đồng LGBT+, rồi với những cái chương trình thụ thai nhân tạo IVF và đặc biệt là quyền của người phụ nữ. Vấn đề là với cái sự ủng hộ này, Taylor Swift có giúp cho bà Harris có thêm chiến thắng và thu phục thêm những cái lá phiếu của cử tri hay không? Chắc chắn quý vị sẽ trả lời ngay rằng là dĩ nhiên rồi, bởi vì cô có rất nhiều những cái lượng fan hâm mộ, thậm chí là từ tối ngày thứ 3 mà cho đến sáng ngày thứ 4, chỉ một trong một cái thời gian không dài sau khi cô tuyên bố điều này mà cái post của cô đó có cả chục triệu người theo dõi. Mà nội chục triệu người theo dõi và like như vậy á, thì bà Harris đã có chục triệu lá phiếu rồi. Cái đó chưa chắc nha thưa quý vị. Bởi vì đồng ý một điều rằng vào năm 2023, khi mà cô Swift vừa đưa ra lời tuyên bố kêu gọi cử tri hãy ghi danh đi bầu đi, chỉ trong vòng một ngày thôi có 35.000 fan của cô ngay lập tức là ghi danh đi bầu liền trong năm 2023 đó. Nhưng mà bây giờ cái cuộc bầu cử năm nay nè, nó khốc liệt và nó quyết liệt như thế này, liệu là fan của cô có lắng nghe cô không? Bởi vì cái cuộc thăm dò trên Newsweek vào hồi tháng 1 đưa ra, chỉ có 18% những người được hỏi, họ nói họ là fan của Taylor Swift và họ sẵn sàng họ bầu theo cô nếu như mà cô quyết định ủng hộ ai đó. Nhưng mà 17% nói có thể là không. Đây là một cái điều đáng suy nghĩ. Rồi, những cái cử tri mà ủng hộ cho là fan của Taylor Swift á, phần đông là những người Mỹ dưới 35 tuổi. Và 30% trong số đó nói rằng họ sẽ bầu cho người mà Taylor Swift ủng hộ thưa quý vị. Và nữa, hơn quá nữa số fan của Taylor Swift hiện nay là cử tri của bên phía đảng Dân Chủ. Đó là kết quả khảo sát của tổ chức Morning Consult đưa công bố vào sáng ngày hôm nay. Cho nên bây giờ đó, vấn đề còn lại là những cử tri mà gọi là độc lập và cộng hòa có trong cái nhóm fan hùng hậu của Taylor Swift nè. Có nghe theo cái lời hiệu triệu của cô để mà đi bỏ phiếu cho bà Harris hay không? Đó vẫn là một ẩn số. Và trong cái dòng thời sự đó đó, thì ngay cả bà Liz Cheney, quý vị nhớ không, là dân biểu bên phía đảng Cộng Hòa, là một thành phần chống Trump. Ông Trump đòi đưa ra tòa án binh, và bà là con gái của phó tổng thống Dick Cheney, rồi cả hai bố con đều nói là sẽ bỏ phiếu cho bà Harris đó. Bà Liz Cheney bà nói rằng á, là chúng ta không chỉ nên làm cái việc là không có bỏ phiếu cho Harris, thì và mình cũng không bỏ phiếu cho Trump, mình không ưa gì cả hai bên người này hết, thì mình nằm nhà. No, no, no.
bà Liz Cheney nói đừng làm vậy, mà bà còn dự đoán là trong cái cuộc bầu cử năm nay sẽ có rất nhiều thành phần Cộng Hòa. Có thể là họ ngại mất lòng những bạn bè trong cái base của mình, nhưng mà họ sẽ lặng lẽ, kín đáo, bước vào phòng phiếu, sử dụng cái lá phiếu của mình một cách bí mật để rồi bỏ phiếu cho bà Harris. Và bà kêu gọi là những người Cộng Hòa hãy bỏ phiếu dựa trên lương tâm và cái sự thông minh thức tỉnh của mình. Đó là lời kêu gọi của bà Liz Cheney một lần nữa. Không biết là những tiếng nói như thế này nè có giúp cho bà Harris hay không? Không ai biết chắc được. Ông Trump thì nói là Taylor Swift sẽ phải trả giá. Bằng cái việc mà ủng hộ cho bà Harris, Taylor Swift sẽ bị trả giá trong cái thị trường âm nhạc của mình. ABC News cũng sẽ phải trả giá. Bởi vì những gì mà đối xử với ông vào tối ngày hôm qua trong cuộc tranh luận, nếu mà ông làm tổng thống, hoặc là sắp tới coi chừng cái license của ABC News cũng sẽ bị ảnh hưởng. Fan MAGA của ông Trump cũng nói rằng họ sẽ tẩy chay đài ABC News. Tất cả sẽ phải trả giá. Rồi một nhân vật nữa cũng nói về cô Taylor Swift để Hoàng Vy. À, dân biểu MAGA cũng là một dân biểu MAGA. Có đưa ra cái lời nhận định thế này nè. Tôi nè, tôi là trung thành, fan trung thành của Taylor Swift. Tôi nghe nhạc của cô ca sĩ này rất là nhiều. Nhưng mà tôi nghĩ nghe, mà tôi nghĩ là ở bên ngoài kia những người Cộng Hòa cũng vậy á, hay là Độc Lập cũng vậy á, là họ nghe nhạc thì nghe nhạc của Taylor Swift, nhưng mà họ muốn nước Mỹ này được lãnh đạo bởi những chính sách và những cái tư tưởng bảo thủ của bên phía Cộng Hòa, chứ họ không có muốn cấp tiến đâu. Không biết được, thì đó là quan điểm của dân biểu này. Cho nên một lần nữa, chiến thắng trong cái chuyện tranh luận vừa qua của bà Harris có đủ để đẩy những cái cử tri Độc Lập tới phòng phiếu và bầu cho bà hay không? Rồi sự kêu gọi của Taylor Swift bỏ phiếu cho bà Harris có đủ để khuyến khích các cử tri Độc Lập hay không? Nó vẫn là một ẩn số. Trong khi đó, chuyện này là chắc chắn nè. Bà Harris, thưa quý vị, sử dụng ngay cái lời kêu gọi này của Taylor Swift và để làm gì? Để mà gây quỹ. Một cái email được gửi ra cho những cử tri ở bên phía đảng Dân Chủ đó có tựa đề là Big News. Taylor Swift vừa mới ủng hộ cho Kamala Harris đó, và bà kêu gọi cử tri hãy đóng góp cho chiến dịch tranh cử của bà. Ít nhất là mỗi người $25 để mà tiếp tục cái cuộc chiến trong thời gian sắp tới. Đó là những cái câu chuyện về cái cuộc tranh luận tổng thống rất là đặc biệt vào tối ngày hôm qua tới thứ ba. Và Hoàng Vy tin là nhiều người vẫn còn muốn một cái cuộc tranh luận nữa. Và ngay cả những fan của ông Trump bên phía Cộng Hòa cũng mong muốn được nhìn thấy ông. Thôi giờ sửa sai, giờ chơi lại làm bàn thứ hai nè. Nhưng mà có một số nhân vật bên phía đảng Dân Chủ thì nói là có lẽ bà Harris không cần phải tranh luận nữa. Đủ rồi, bà đủ để bà pass cái test đó rồi. Rồi thậm chí là ông cựu thống đốc của New Jersey là ông Chris Christie đã từng có tham vọng ra tranh cử tổng thống trong vòng bầu cử sơ bộ của Cộng Hòa đó. Vừa mới nãy ông vừa đưa ra cái lời công bố, ông nói là Harris, tôi khuyên bà là đừng có bất kỳ một cái cuộc phỏng vấn nào nữa. Đủ rồi, enough rồi. Và nhất là cái thái độ chần chừ của ông Trump có vẻ như ông cũng chấp nhận là sẽ so găng với bà Harris cho vòng 2, mặc dù là bà offer điều này, thưa quý vị. Cho nên có thể chúng ta sẽ không có được xem một cái màn kịch tính lần thứ hai nữa. Chuyển sang một cái câu chuyện khác, thưa quý vị. Một cảnh sát viên trong cái vùng San Jose là ở phía bắc California đây nè. Và đây cũng là cái khu vực mà có rất nhiều những cư dân gốc Việt ở sinh sống. Thì cảnh sát viên này là gốc Việt, là ông Tâm Trương, vừa mới bị truy tố là đã gian lận mortgage. Mortgage có nghĩa là tiền trả góp để mua nhà đó. Và bây giờ ông đang bị truy tố rồi bị điều tra về những cái chuyện gian lận này. Nhưng mà cái điều đặc biệt là cảnh sát viên San Jose gốc Việt này đó đang tranh cử vào hội đồng thành phố, thưa quý vị. Mặc dù là đang bị điều tra nhé, rồi bị cho nghỉ việc tạm thời sau khi bị truy tố liên quan đến cái cáo buộc này đó. Nhưng mà ông Tâm, 42 tuổi, ông vẫn nói rằng ông vẫn tiếp tục kiên định với con đường tranh cử của mình cho cái chức nghị viên San Jose. Ông nói là không có cái bằng chứng nào hết là tôi cố ý lừa đảo bất kỳ ai hết á. Tôi có thành tích phục vụ công chúng hoàn hảo và luôn cam kết là tôn trọng công lý. Là người Việt Nam di cư sang Mỹ từ khi còn trẻ, tôi tin tưởng vào nền pháp trị và hệ thống tư pháp của chúng ta. Câu chuyện là sao? Tháng 9 năm 2022, thưa quý vị, có hai công ty về bảo hiểm là Orange Coast Title Company of Northern California và một công ty nữa là Real Advantage Title Insurance Company.
họ nộp đơn kiện là ông Tâm gian lận. Trong đơn thì hai công ty này cáo buộc ông dùng những cái tài liệu từ cái hồi vụ phá sản cũ để thuyết phục nhân viên địa ốc là cái căn nhà mà ông đang sở hữu đó là nó toàn quyền của ông. Trong khi đó thì cái căn nhà này đang trong quá trình là ông khai phá sản bởi vì ông còn nợ ngân hàng hàng trăm ngàn đô la. Nhưng mà ông không nói với những cái chuyên viên địa ốc như vậy. Và ông bán cái căn nhà đó đi, bỏ túi 540.000 đô la Mỹ. Mà lẽ ra là ông phải dùng cái số tiền này để trả nợ cho ngân hàng. Rồi ông dùng cái số tiền đó đi mua cái căn nhà khác theo đơn kiện. Và như vậy họ nói là ông đã gian lận cái số tiền mortgage là như vậy. Ông Tâm từng tranh cử vào hội đồng thành phố San Jose năm 2012 nhưng mà không có thành công. Và lần này ông trở lại chính trường và ông nói rằng là ông muốn là cải thiện an ninh công cộng, cải thiện thành phố trong việc giải quyết vấn đề về tội phạm và vô gia cư. Đó là câu chuyện về một người Mỹ gốc Việt ở phía Bắc California, thưa quý vị. Rồi nhân nói về San Jose một lần nữa là có rất nhiều người gốc Việt sinh sống đó. Thì ngày hôm nay chúng tôi cũng đọc thấy một câu chuyện là cảnh sát của thành phố này vừa mới phá một cái ổ mà mua bán ma túy mà do người Việt cầm đầu mới ngầu chứ. Và hai vợ chồng, bắt giữ hai vợ chồng là Trí Phạm 51 tuổi và Jenny Phạm 46 tuổi bị bắt giữ. Và cảnh sát đã tịch thu được số lượng lớn ma túy trị giá 2 triệu đô la Mỹ cùng với súng ống và tiền mặt. Trong lúc mà cảnh sát bố ráp xào huyệt ma túy tại nhà họ đó là ở dãy số 1100 đường Ben Milway và Maro Drive, cảnh sát nói như vậy. Thì khi vô trong nhà thì họ thấy là có khoảng 37 pound cocaine, rồi cocaine dạng bột, rồi những cái thuốc gọi là kích thích rồi chống lo âu đó, rồi có 7 khẩu súng và khoảng chừng 120.000 đô la Mỹ tiền cash, tiền mặt, thưa quý vị. Thì đó là cái câu chuyện liên quan tới một số những câu chuyện liên quan tới người Mỹ gốc Việt ngay tại California đây. Nói chung là cũng là thứ dữ á. Và một cái tin tức khác mà ngày hôm nay chúng tôi vừa nhận được, thưa quý vị, liên quan đến một người bố ở Ohio. Có vẻ như Ohio, tiểu bang nhà của ông J.D. Vance là liên danh đứng phó với cựu tổng thống Donald Trump trong những ngày gần đây bắt đầu nổi tiếng và gọi là truyền thông mà quốc gia đó người ta nhắc rất là nhiều. Trong cái cuộc họp báo diễn ra vào ngày hôm qua, ngày thứ ba đó, một người bố ngay tại tiểu bang này, ngay tại thành phố Springfield luôn, có tên là Nathan Clark. Ông đã gọi những người bên phía đảng Cộng Hòa, trong đó có cựu tổng thống Donald Trump, có J.D. Vance, rồi có ai nữa để Hoàng Vy đọc cho đúng, rồi có ứng cử viên ở bên phía đảng Cộng Hòa đang muốn là tranh cho chiếc ghế trong quốc hội là Bernie Moreno. Rồi có ông dân biểu Cộng Hòa là Chip Roy của tiểu bang Texas. Ông nói rằng làm ơn đừng có sử dụng cái chết của con trai ông để mà làm một cái gì đó trong cái màn tranh cử, trong những cái trò chiêu trò về chính trị để mà đi tranh cử. Ông xuất hiện trong cái cuộc họp báo cùng với người vợ của mình đứng bên cạnh là bà Danielle và nói về cái chết của con trai mình vào năm ngoái là cậu bé Aiden Clark. Ông nói rằng con trai của tôi 11 tuổi, nó bị chết trong một cái tai nạn xe cộ. Tôi ước gì mà cái tài xế mà gây ra tai nạn là một người da trắng, thì chắc có thể là con trai tôi nó không có bị gọi hoài, cái tên của nó không có bị nhắc hoài như vậy đâu. Và trong cái tai nạn đó thưa quý vị, thì tài xế mà gây ra tai nạn là một di dân gốc Haiti và là một người bố của 4 đứa con nhỏ. Nhưng mà ông không phải là di dân bất hợp pháp và ông không cố ý để giết chết cậu bé Aiden này, mà đó là một tai nạn. Thì ông Nathan Clark là người bố của nạn nhân đó, có nói là mọi chuyện đã xong rồi. Và cái nghi can mà đâm chết con ông cũng đã ra tòa và bị truy tố và bị tuyên mức án là 13 năm tù về tội là ngộ sát rồi. Mọi chuyện lẽ ra phải khép lại rồi. Ông muốn con ông được yên nghỉ. Ông muốn rằng, ông nói là tôi sẽ lắng nghe những gì mà những người bên phía đảng Cộng Hòa nói. Và tôi muốn là họ phải có một cái lời xin lỗi đến cái chết của con tôi. Ở cái chỗ là đừng có kêu, đừng có lấy nó ra để mà làm bàn, mà gây điểm trong chính trị. Trong đó có cả cựu Tổng thống Donald Trump. Và ông nói rằng những cái lời lẽ mà đầy cái sự thù ghét, đối xử với di dân như thế này nè, nó chỉ làm kích động và nó chia rẽ cái không khí của nước Mỹ mà thôi. Để Hoàng Vy dùng đúng cái từ, ông nói rằng là
Quý vị có thể ói ra rất nhiều những cái ngôn ngữ thù ghét để nói về di dân bất hợp pháp, để nói về những cái căng thẳng trong ở biên giới hiện nay. Nhưng quý vị phải nói đúng và đừng có sử dụng cái chết của con trai tôi để mà làm những cái chiêu trò trong chính trị. Đó là tiếng nói của một người trong cuộc, thưa quý vị. Và nó liên quan đến cái chuyện là người dân di dân Haiti đó đi vô thành phố Springfield của tiểu bang Ohio và ăn thịt mèo, thịt chó và giết chết công dân Mỹ. Đó là tất cả những gì mà J.D. Vance, liên danh đứng phó với ông Trump, đã tung ra trong suốt từ đầu tuần cho tới bây giờ. Và nó đã được chính cựu tổng thống lặp lại trong cái cuộc tranh luận với bà Kamala Harris trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên. Và Hoàng Vy vừa gửi đến quý vị là một số tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.